Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin địa phương huyện Châu Thành của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị khán giả điểm qua những tin chính sau đây. Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành họp thường kỳ 9 tháng đầu năm 2024. Tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Thưa quý vị, chiều ngày 12 tháng 9 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tổ chức họp thường kỳ đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác thu chi ngân sách và tình hình xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm 2024. Trong 9 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện phát triển ổn định, công tác thu ngân sách đạt theo kế hoạch đề ra. Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện xã đến ngày 30 tháng 9 2024 trên 186 tỷ đồng, đạt 84,04% so với dự toán tỉnh huyện giao. Tình hình sản xuất nông nghiệp chăn nuôi phát triển ổn định, công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ được thực hiện theo quy định. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đang tích cực đẩy mạnh công tác đầu tư nông thôn mới theo kế hoạch 2024. Một số công trình trọng điểm được quan tâm triển khai như khởi công xây dựng cầu Hòa Bình, sửa chữa đường huyện 5. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được các cấp các ngành quan tâm thực hiện. Tinh thần và thái độ phục vụ của cán bộ công chức phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ cấp huyện đến cấp xã từng bước được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới nội địa, tôn giáo dân tộc ổn định, công tác đối ngoại được tăng cường. Chiều ngày 13 tháng 9, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển thanh niên huyện Châu Thành tổ chức hội nghị tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Đến dự hội nghị có chị Trịnh Thị Như Trang, Phó Bí thư tỉnh đoàn, ông Nguyễn Trí Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng Ban chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên huyện. Chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 diễn ra với một chương trình tiếp sức mùa thi, 4 chiến dịch gồm mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, hành quân xanh, kỳ nghỉ hồng. Trong chiến dịch năm nay, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện đã triển khai đạt và vượt một số chỉ tiêu quan trọng, nổi bật như thực hiện thắp sáng 3 km đường tuần tra biên giới, xây mới một căn nhà khăn quàng đỏ, hỗ trợ 4 dự án khởi nghiệp cho thanh niên, vận động hơn 130 hội viên thanh niên hiến máu tình nguyện, phát triển được 73 đoàn viên mới, có 7 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào đảng, tổng kinh phí thực hiện các chương trình hoạt động trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè trên 500 triệu đồng. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng cho 7 tập thể và 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Ngày 13 tháng 9, Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành tổ chức hội nghị ban chấp hành khóa 10, nhiệm kỳ 2023-2028 phiên đột xuất để bầu bổ sung các chức danh ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại hội nghị, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện đã tiến hành bầu bổ sung 4 ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong đó, bầu ông Lê Trọng Yên, cán bộ công đoàn chuyên trách Liên đoàn Lao động huyện, vào Ban chấp hành, Ban thường vụ và bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành khóa 10, nhiệm kỳ 2023-2028, với số phiếu đạt 100%. Ngày 13 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành phối hợp cùng huyện đoàn Châu Thành tổ chức chương trình Trung thu cho em, lồng đèn thắp sáng ước mơ, tổ chức trao tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Tại chương trình, các em thiếu nhi được nghe ông Nguyễn Trí Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã đọc thư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh gửi các em thiếu nhi nhân dịp đón Tết Trung thu. Ngoài ra, các em còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ bốn lần sôi động, tham gia các trò chơi dân gian và đấu vui có thưởng. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện và huyện đoàn Châu Thành đã trao tặng 125 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi dân tộc thiểu số. Chiều ngày 12 tháng 9, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp cùng huyện đoàn Châu Thành tổ chức chương trình Vầng trăng cổ tích tặng quà Trung thu cho con em đoàn viên công đoàn, công nhân lao động tại các khu nhà trọ trên địa bàn huyện. Tại chương trình, Liên đoàn Lao động huyện và huyện đoàn Châu Thành đã trao tặng 90 phần quà, mỗi phần trị giá 150.000 đồng, gồm lồng đèn, bánh Trung thu, sữa và bánh kẹo cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn,
là con của đoàn viên công đoàn công nhân lao động tại các khu nhà trọ trên địa bàn huyện. Đây là hoạt động thiết thực nhằm thể hiện sự quan tâm chăm lo của tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên đối với con em công nhân lao động, qua đó góp phần đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, đồng thời khích lệ động viên các em bước vào năm học mới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin huyện Châu Thành hôm nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 17 giờ 55 phút ngày thứ ba, thứ sáu hàng tuần trên các hạ tầng của TTV11. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong các bản tin tiếp theo.